tế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận bệnh nhân NTL, trú tại Ninh Dân, Thanh Ba vào viện dốc khối phòng, kích thước 2x2cm ở vùng đùi phải. Bệnh nhân đã được các bác sĩ chuyển phẫu sau khi phẫu tích khối u, phát hiện một con giun chỉ dài khoảng 10cm đang ngọ ngoại ở trong kén. Giun chỉ ký sinh dưới da, nếu không bị chết do hệ thống miễn dịch thì ấu trùng sẽ phát triển thành giun sau khoảng 5 tháng. Giun này tồn tại ở trong ổ tổn thương từ vài tháng đến hàng năm, sau đó chết và phân hủy. Thời gian giun chỉ gây ra khối u dưới da sẽ không đau, kéo dài và không có triệu chứng. Vì kích thước của giun rất dài, nhân số lượng nhiều sẽ làm động mạch phổi và tim ký chủ phình đại lên, nổ mô bị dày lên. Khi nhiễm mít giun thì thường không có biểu hiện triệu chứng gì, nhưng đôi khi những giun già hoặc yếu đi do thuốc cũng có thể dính chặt vào van ba lá sẽ làm cho ký chủ bị chết. Khi nhiễm nhiều, những biến dưỡng của giun sẽ sinh ra độc tố, chất dị ứng, hậu quả là gây phù, chân dịch măng phổi, báng, xung huyết nội tạng. Ho nhiều cũng là một triệu chứng, hệ tuần hoàn sẽ rối loạn từ từ, sẽ dẫn tới tử vong. Giun có thể đi lạc lên não, phá hủy nhu mô não hoặc vào mắt. Cơ quan y tế khuyến cáo để phòng bệnh có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh bằng các biện pháp phòng chống muỗi đốt hoặc làm giảm số lượng muỗi như sau: ngủ màn, che màn thường xuyên, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vứt bỏ lưu vại vỡ quanh nhà, tiêu diệt muỗi, triệt hạ nguồn lây bệnh, phối hợp cùng với cơ quan chức năng trong các đợt phát động chiến dịch tiêu diệt muỗi.